Rạng sáng ngày 20 tháng 3 năm 2003, không quân Mỹ bắt đầu dội bom xuống thủ đô Baghdad của Iraq, mở màn cho cuộc xâm lược đẫm máu tại quốc gia Trung Đông này. Cuộc chiến sau đó kéo dài tới năm 2011, khiến hơn 4.500 lính Mỹ và hơn 100.000 người Iraq thiệt mạng. Theo báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ, số tiền mà Mỹ đã chi ra cho cuộc chiến và cả công cuộc tái thiết sau đó là 1.922 tỷ đô la, một con số cực kỳ khổng lồ. Vậy câu hỏi là tại sao Mỹ lại chấp nhận bỏ ra từng đó sinh mạng con người và tiền bạc để xâm lược Iraq? Bản chất thực sự của cuộc chiến này là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé! Mọi chuyện bắt đầu với cái tên Saddam Hussein, một người cực kỳ ghét Mỹ. Năm 1972, Saddam Hussein khi này đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Chỉ huy Cách mạng, có thể coi là người có quyền lực thứ hai ở Iraq. Lúc này, ông đã ra lệnh quốc hữu hóa ngành dầu mỏ, tức là việc khai thác dầu mỏ của các công ty tư nhân ở Iraq sẽ phải dừng lại. Thay vào đó, nhà nước sẽ quản lý tất cả. Mỹ lúc này đang đầu tư mạnh vào việc khai thác dầu mỏ ở Iraq, nhưng sau quyết định của ông Hussein thì 5 tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ buộc phải rút khỏi đây. Điều này khiến nước Mỹ mất đi một nguồn lợi khổng lồ. Sau khi đẩy Mỹ ra khỏi Iraq, ông Saddam Hussein tiến hành ký hiệp ước Iraq-Liên Xô. Theo đó, hai quốc gia sẽ bắt tay hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ngành dầu mỏ. Đây là thời kỳ mà Mỹ và Liên Xô đang chiến tranh lạnh với nhau, thế nên hành động của ông Hussein đã cho thấy Iraq muốn đứng về phe ai trong cuộc chiến này. Kể từ đó, Iraq trở thành một vật cản đối với Mỹ. Năm 1979, Saddam Hussein chính thức lên làm Tổng thống Iraq. Tình hình Iraq lúc này đang khá bất ổn khi có nhiều thế lực chống đối đang muốn lật đổ chính phủ. Ngay sau khi lên nắm quyền, ông Saddam Hussein đã tiến hành các cuộc đàn áp đối với các tổ chức này và khiến hàng ngàn người thiệt mạng. Tuy nhiên, đổi lại đất nước Iraq nhờ có ông mới được đảm bảo an ninh và người dân có thể ổn định cuộc sống. Nhờ nguồn thu lớn từ dầu mỏ, đất nước Iraq cũng dần thay da đổi thịt. Saddam Hussein tập trung hiện đại hóa đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Bên cạnh đó, ông cũng tăng chi tiêu cho quốc phòng và Iraq trở thành một thế lực ở khu vực Trung Đông. Năm 1980, chiến tranh giữa Iraq và Iran bắt đầu do những tranh chấp ở biên giới. Đến thời điểm này, Mỹ vẫn chưa muốn đụng tới Iraq vì các cuộc chiến ở Trung Đông vẫn mang về cho Mỹ những hợp đồng bán vũ khí béo bở. Mỹ trở thành trung gian bán vũ khí cho các bên tham chiến ở đây. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào năm 1990. Iraq sau một thời gian chiến tranh với Iran đã nhận về nhiều thiệt hại. Để bù đắp cho điều này, ông Saddam Hussein quyết định xâm lược Kuwait, một đất nước nhỏ bé nằm ngay sát Iraq nhưng có trữ lượng dầu mỏ khổng lồ. Iraq đã không mất quá nhiều thời gian để chiếm trọn Kuwait. Lúc này, Mỹ đã nhận thấy Iraq đang trở thành một mối đe dọa đối với họ, bởi Kuwait là một đồng minh của Mỹ. Phía Mỹ cũng cho rằng xâm lược Kuwait chỉ là bước đầu trong kế hoạch kiểm soát toàn bộ khu vực Trung Đông của Iraq. Điều này sẽ đe dọa tới những nguồn lợi dầu mỏ của Mỹ. Và đến 1991, một liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo đã phát động chiến tranh vùng vịnh và thành công trong việc đánh đuổi quân đội Iraq ra khỏi lãnh thổ Kuwait. Sau chiến tranh vùng vịnh, Mỹ và các đồng minh đã thực hiện nhiều biện pháp để làm suy yếu chế độ Hussein. Những biện pháp này bao gồm các lệnh trừng phạt kinh tế rất khắc nghiệt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, khiến cho nền kinh tế Iraq rơi vào khủng hoảng. Đến năm 1998, giá dầu mỏ bắt đầu tăng mạnh. Trữ lượng dầu mỏ khổng lồ đã mang về cho Iraq những khoản lợi nhuận lớn và đất nước bước vào thời kỳ phát triển kinh tế nhanh chóng. Tiềm năng dầu mỏ tại Iraq lúc này được đánh giá là lớn nhất trên thế giới. Hơn nữa, Iraq cũng chỉ mới tiến hành khai thác trên 10% diện tích lãnh thổ mà thôi. Tức là trong tương lai, Iraq sẽ trở thành một thế lực trên thị trường dầu mỏ. Đất nước này rồi sẽ chi phối thế giới với tiềm lực vàng đen hùng mạnh của mình. Những tin đồn về trữ lượng dầu ở Iraq bắt đầu lọt đến tai nước Mỹ. Tổng thống Mỹ lúc này là George W. Bush, một người từng làm trong ngành khai thác dầu mỏ. Vậy nên ông hoàn toàn hiểu rõ được giá trị mà dầu mỏ có thể mang lại. Đó không chỉ là tiền mà còn là vị thế trên thế giới. Mỹ muốn tạo ra một thế giới đơn cực thì bắt buộc họ phải nắm được dầu mỏ trong tay. Trung Đông đã thu hút sự quan tâm của Mỹ bởi những quốc gia có nhiều dầu mỏ nhất đều tập trung ở đây. Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng muốn làm đồng minh với Mỹ, nhất là Iraq của Saddam Hussein. Bởi vậy, Mỹ muốn tiến hành chiến tranh ở Iraq để thay đổi chính phủ nơi đây. Một chính phủ mới thân Mỹ sẽ cho phép các công ty của Mỹ tới Iraq để hút dầu. Vào tháng 10 năm 2002, Quốc hội Mỹ đã thông qua nghị quyết Iraq cho phép Tổng thống sử dụng mọi biện pháp cần thiết để chống lại Iraq. Mỹ đã lấy cớ rằng Iraq đang chấp chứa lực lượng khủng bố Al-Qaeda và phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt. Để hợp pháp hóa cuộc tấn công của mình, Mỹ đã đệ trình lên Liên Hợp Quốc nhưng không được phê duyệt do không có bằng chứng đủ thuyết phục để chứng minh Iraq có vũ khí hủy diệt.
Pháp, Đức, Canada cùng với Nga đã phản đối kế hoạch tấn công Iraq và kêu gọi một giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối đó, ngày 20 tháng 3 năm 2003, Mỹ và các đồng minh của mình, chủ yếu là Anh, đã bắt đầu ném bom tấn công vào lãnh thổ Iraq. Khi những quả bom Mỹ đã phát nổ trên đất Iraq, Tổng thống Mỹ George W. Bush đã lên phát biểu trên truyền hình tuyên bố: "Các lực lượng của Hoa Kỳ và đồng minh đang ở trong giai đoạn đầu của những hoạt động quân sự nhằm giải giáp Iraq, giải phóng người dân của họ và bảo vệ thế giới khỏi hiểm nguy. Nhiều người dân Iraq đêm nay có thể nghe tôi nói thông qua bài phát biểu đã được biên dịch và tôi có một thông điệp cho họ. Bạo Chúa sẽ sớm bị lật đổ và ngày giải phóng của quý vị đang đến gần." Ngày 13 tháng 12 năm 2003, Saddam Hussein bị bắt sống và tới năm 2006, ông bị xử tử với tội danh chống lại loài người. Kể từ đây, một chính phủ mới ở Iraq được dựng lên và ngành khai thác dầu mỏ lại được tư nhân hóa đúng như những gì Mỹ mong đợi. Sau khi đã chiếm được Iraq, người Mỹ và các thanh tra Liên Hợp Quốc bắt đầu nhảy vào tìm kiếm dấu vết của vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tuy nhiên, họ không bao giờ có thể tìm được gì cả vì những thứ đó không hề tồn tại. Tất cả chỉ có trong trí tưởng tượng của Mỹ. Năm 2015, Thủ tướng Anh Tony Blair trong cuộc phỏng vấn với CNN đã thừa nhận các báo cáo về việc sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Iraq là sai sự thật. Tuy nhiên, ông cho rằng lật đổ Saddam là việc nên làm, bởi Saddam là một nhà độc tài tàn bạo, kẻ đã gây nên cái chết của khoảng hơn 250.000 người. Tổng thống Mỹ George W. Bush cũng cho biết mình cảm thấy thất vọng về thông tin tình báo bị sai lệch, nhưng ông cũng cho rằng việc lật đổ Saddam là điều cần thiết. Tuy nhiên, từ đó đến nay, người Iraq chưa bao giờ thực sự có được một cuộc sống bình thường. Những phe phái đối lập và các lực lượng khủng bố tại đây bắt đầu nhảy vào đấu đá lẫn nhau. Iraq biến thành một chiến trường hỗn độn và chết chóc. Mỹ tới đây để tìm khủng bố, nhưng lại tạo ra khủng bố. Al-Qaeda đã lợi dụng sự oán giận của người Iraq đối với quân đội Mỹ để xây dựng lực lượng tại đất nước này. Do vậy, trước cuộc chiến, Al-Qaeda không có lực lượng ở Iraq, nhưng sau cuộc chiến thì chúng đã có lực lượng đông đảo tại đây. Để giữ cho chính phủ mới được an toàn, Mỹ buộc phải huy động quân đội tới Iraq để dẹp loạn. Tới năm 2011, hơn 1 triệu người Iraq đã thiệt mạng do các cuộc chiến không có hồi kết. Từ đó đến nay, Mỹ đã phải cử quân tới Iraq mỗi khi thấy lực lượng khủng bố bắt đầu lớn mạnh trở lại. Dù vậy, khủng bố chưa bao giờ bị tiêu diệt hoàn toàn ở Iraq. Các vụ tấn công vẫn thường xuyên xảy ra. Iraq chưa bao giờ thực sự bình yên. Saddam Hussein bị bắt, xét xử và hành hình. Người Iraq ngày nay có quyền tự do thể hiện quan điểm và thành lập tổ chức chính trị lớn hơn, có bầu cử tự do, công bằng và nền kinh tế mở hơn. Tuy nhiên, thay vì một xã hội chuyên chế rất có trật tự như thời Saddam Hussein, lại là một sự hỗn loạn của bạo lực bè phái với các vụ đánh bom, các vụ ám sát và dân thường phải đổ máu. Do vậy, mặc dù nhiều người nói họ cảm thấy thoải mái khi chế độ Hussein mất đi, nhưng nhiều người khác thì nói rằng việc lật đổ chế độ độc tài không đáng so với những nỗi đau và một số người thậm chí còn muốn lại có một lãnh đạo cứng rắn như thế để phục hồi trật tự. Theo một trích đoạn trong cuốn sách của John Nixon, chuyên gia đầu tiên của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA, từng tham gia tham vấn Saddam Hussein, ông có viết rằng: "Mặc dù tôi coi Saddam là một kẻ cực kỳ đáng ghét, song trong tôi vẫn tồn tại một sự tôn trọng với cách mà ông ta đã làm để duy trì đất nước Iraq một cách trọn vẹn trong suốt thời gian tại nhiệm. Chắc chắn một nhóm cực đoan như IS sẽ không thể thành công đến như vậy dưới một chế độ hà khắc như dưới thời Saddam." Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Nhớ like và nhấn nút đăng ký để nhận thông báo khi có video mới nhất từ bọn mình nha.